Xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách đấu cái công tắc phao cho cái bồn nước nó như thế nào là đúng ha. Và mình sẽ chỉ cho các bạn biết là những cái hư hỏng của cái này nó như thế nào và cái cách sửa chữa nó ra làm sao ha. Và cái cách mình gắn hai cái trái phao này như thế nào là đúng. Nếu mà mình gắn mà không đúng đó các bạn, mình xài nó rất là hao điện ha. Thì có nhiều bạn á, chưa biết á, cứ gọi cái này nó là cái relay tự động. Thật ra nó không phải, nó là một cái công tắc bình thường thôi, nó giống như một cái công tắc đèn vậy đó. Cái công tắc đèn thì mình lấy cái ngón tay vô mình bật tắt cái công tắc đó. Còn cái công tắc phao này á thì nó đóng ngắt bằng nước. Thì khi 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 mà nước mà nó cạn á thì cái thằng này nó sẽ đóng xuống. Và khi nước mà nó đầy lên nó nổi hai trái phao lên á thì cái này nó sẽ ngắt ra. Nó ngắt ra như vậy á, thì nó sẽ làm hở cái mạch điện và cái máy bơm của mình á nó không còn hoạt động nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ ra ha, nhưng mà mình vẽ hơi xấu à, mình vẽ hơi xấu, thật ra các bạn thông cảm nha. Rồi ở đây là cái hình mình mới vẽ đó các bạn. Thì ở đây là cái bồn nước nè, trên này là cái công tắc phao, bên dưới này là cái máy bơm, ở đây là cái CV ha. Thì cái đấu dây của nó rất là đơn giản các bạn, là cái công tắc phao này nó nối tiếp với lại cái máy bơm thôi, nó giống như đèn thôi, cái công tắc nối tiếp qua đèn thôi. Thì trên hai cái trên cái công tắc phao nó có hai sợi dây nè, bây giờ các bạn nhìn nè, một đầu nè nó nối với lại một đầu của dây bơm nè, đầu còn lại của công tắc phao về nguội nè, đầu còn lại của máy bơm về lửa. Rồi ở bên trên cái đầu của cái công tắc phao đó các bạn, nó có bốn cái đầu. Thì nó có A1, A2, B1, B2. Thì cái đầu á A1, A2 á thì các bạn sẽ đấu dây vô đó ha, tại vì nó là một cái tiếp điểm nó thường mở ha. Rồi cái dây mà các bạn đấu cho cái công tắc phao này á thì các bạn nhớ xài cái loại dây này nè. Rồi các bạn đừng có xài cái loại dây súp nha, cái dây súp dây đèn á mình xài cái đó không được đâu. Tại vì cái thằng này nó ở trên cao, mưa nắng nó sẽ rất là mà mau bể những cái vỏ cách điện đó các bạn. Thì khi mà cái dây này đi lên đó, đi lên tới cái bồn nước rồi đó, thì khi các bạn đấu vô các bạn nhớ luồn cái này, thằng này vô cái ống nước á, cái thằng này các bạn lấy cái ống phi 21 á, các bạn luồn vô để cho nó bảo vệ cái dây này ha. Rồi ở đây á, là hai cái trái phao các bạn. Thì cái trái phao thứ nhất á là nó canh cái mực nước ở bên trên, và cái trái phao thứ hai á là nó canh mực nước ở bên dưới. Thì khi mà cái mực nước ở bên dưới á, nó thấp hơn cái trái phao bên dưới này á, thì cái trọng lượng của hai cái trái phao này nó mới mới kéo xuống, thì lúc đó nó đóng điện vô cái máy bơm, nó sẽ bơm nước vô đây. À, thì lúc đó cái máy bơm mình á, là nó sẽ chạy ra, đến khi mà nó bơm nước đầy vô cái trái phao này bắt đầu nó nổi lên, nó bơm đến cái mực bên trên này, cái trái phao này nổi lên. Nổi lên thì cái lò xo ở trong cái công tắc phao này nó bật lại, nó ngắt cái điện ra. Rồi thì lúc đó là cái máy bơm nó sẽ dừng ha. Rồi vậy thì hai cái trái phao này mình sẽ cân nó như thế nào? Thì cái trái phao ở bên dưới đó các bạn không nên là mình đặt cái trái phao này nó quá thấp xuống bên dưới này ha. Thì khi mà các bạn đặt mà nó quá thấp ở bên bên dưới này đó, thì khi mà cái máy bơm giếng mà nó bơm lên đó, thì nó sẽ có đất cát nằm dưới đây nè. Mà mình để quá thấp như vậy đó thì khi cái nước bơm vô nó sẽ sủi lên, bắt đầu sình bùng, bắt đầu nó sẽ nổi lên ha, nó sẽ nổi lên. Thì lúc mà mình xài ngay cái thời điểm đó thì cái nước nó rất là dơ. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa, nếu mà mình đặt nó thấp xuống vậy á thì các bạn biết á, cái bồn này á thường thường là mình đặt ở trên nóc nhà không à, đặt mấy nhà lầu lầu 2, lầu 3 vậy. Thì nếu mà gặp những cái cơn gió lớn á, bên này bên trong này nó sẽ không còn nước. Thì khi nó không còn nước thì cái bình này nó rất là nhẹ ha, thì gió nó thổi nó có thể bay luôn cái bồn nước của mình luôn. Thành ra các bạn canh làm sao đừng có thấp quá mà cũng đừng có cao quá. Rồi nếu mà trường hợp mà cái trái phao thứ hai này đó mà các bạn gắn sát lên trên này thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì khi mà mình gắn cái trái phao thứ hai này lên trên đây á, các bạn thấy cái đoạn nước này không, nó có chút xíu nước thôi, thì mình xài hết cái đoạn này
là bắt đầu máy bơm đó nó sẽ đóng vô và nó bơm vô. Thì nếu mà ở nhà mình mà nhiều người á thì cái máy bơm này á, nó sẽ chạy liên tục, nó cứ một chút nó chạy, chút nó tắt, chút nó chạy, một chút nó tắt. Thì trong cái trường hợp này á, nếu mà mình không sửa đó, mình không sửa lại, mình đấu theo cái cách này đó, thì một tháng các bạn mất khoảng 300.000. Lý do là do cái máy bơm này nè, thì cái dòng chạy của nó đó, đối với máy bơm 1,5 á, nó chỉ có 6A hay là 6,5 thôi. Nhưng mà cái dòng khởi động của nó đó, nó lên tới là 15, thậm chí là tới 20 luôn đó các bạn. Thành ra đó, mình xài ít nước nè, nó cứ đóng ngắt, và cái máy này nó cứ đề liên tục. À, nó đề nó chạy chút cái nó nghỉ, đề chạy chút nghỉ, thành ra nó hao là nó hao chỗ này. Rồi thêm một trường hợp nữa mà các bạn thấy cái máy mà nó chạy liên tục như vậy đó, thì nó sẽ xảy ra như vậy nữa nè. Thì khi mà cái nước nó bơm vô đó, nước bơm vô bắt đầu cái trái phao này nó nổi nè, nó nổi thì đến lúc mà nước nó đầy lên đây là cái trái phao này nó cũng nổi luôn. Thì các bạn biết là lúc mà nước nó bơm vô á, nó sẽ xoáy trái phao này nè, nó sẽ cuốn vô trong này, nó thành một cục, đâm ra cái trái phao này nó sẽ nằm ở trên này luôn. Hả? Đó, mình vẽ như vậy á cho các bạn thấy ha. Cái dây chỗ này nó quấn lòng vòng ở đây nè, nó treo cái trái phao này lên. Rồi thêm một trường hợp nữa ha, thì hai cái trái phao mình vẫn đấu như vậy, nhưng mà cái máy bơm mình nó cũng vẫn chạy liên tục. Thì cái này á, về cái lúc ban đêm đó các bạn nhận biết nó dễ hơn ha. Ban đêm tất cả mọi người đều đi ngủ ha, mà các bạn cứ lâu khuya đó, cứ lâu các bạn nghe mà cái tiếng máy bơm nó đóng vô nó chạy á, thì trong cái trường hợp này á, các bạn đi đến mấy cái bồn cầu á là nó hay xì ở ngay chỗ mấy bồn cầu lắm, ngay chỗ mấy cái nút ấn á. Thì ở chỗ cái bồn cầu á, các bạn nhìn cho nó kỹ ha, tại vì cái nước mà nó chảy xuống bên dưới cái bồn cầu á nó mỏng đó, các bạn nhìn á, nhiều khi là có cái ánh đèn á, nhất là mấy cái bồn cầu màu trắng á, mà nó có cái ánh đèn sáng nữa thì mình khó nhận ra lắm. Thì lúc đó các bạn nhìn xuống dưới ngay chỗ cái co đó, từ bên nước ở bên trên xuống ngay chỗ cái con thỏ, ngay chỗ cái co cong cong á đó, các bạn sẽ thấy nó sủi tăng ngay ở bên dưới á. Còn không, chỗ cái thành mà nó chảy xuống á, các bạn nhìn nghiêng qua nè, nhìn nghiêng bên này, nhìn nghiêng bên này, nhìn kỹ á, thì lúc đó các bạn sẽ biết đó. Thì lúc đó các bạn sẽ sửa ở trong mấy cái bồn cầu lại ha, sửa mấy cái nút nhấn, rồi nhiều khi là mấy cái nút nhấn, mấy cái nắp rồi nó bị kẹt đất cát, hay là nó lâu ngày nó bị mòn, nó bị hư á. Rồi nếu mà ở đây á, là cái bồn này mà nó là nước giếng đó, thì coi như là mình chỉ tốn tiền điện thôi. Còn nếu mà cái bồn này á, mà mình chứa nước thủy cục đó các bạn, là thêm một ít tiền của tiền nước nữa ha, không thêm nhiều chứ. Đó, nó chảy suốt ngày suốt đêm vậy xuống dưới cái bồn cầu mà mình không hay á, thì cái tháng đó mình lại tốn thêm một mớ tiền nước nữa. Thành ra các bạn lưu ý cái này giùm mình ha. Rồi trường hợp mà cái máy bơm của mình á, nó không chạy, thì nó có hai cái nguyên nhân đó các bạn. Bây giờ các bạn nhìn ha, ở bên trong này nè, nó có một cái lò xo nè, thì ở bên dưới này là nước, cái hơi nước nó bốc lên đây nè, lâu ngày đó cái lò xo này nó sẽ bị sét. Thì khi nó sét á, nó sẽ cứng lại các bạn, nó cứng lại. Thì khi mà mình xài cái mực nước này nè, mình xài hụt xuống dưới này á, thì cái trái phao này á, nó không có đóng xuống được. Thì trong cái trường hợp này á, các bạn xử lý như vậy nè, mà mình thấy rất là hiệu quả ha, mình đã từng làm rồi ha. Thì các bạn lấy thêm một cái bình, một cái chai nước ngọt như vậy nè, cái chai không, các bạn bỏ đầy nước vô, các bạn cột nó vô đây luôn, cột chung một chùm nó vô ngay chỗ này luôn đó. Thì khi mà cái mực nước chỗ này mà nó xuống thấp á, cái lò xo này mà nó có bị sét một chút á, thì nguyên cái khối lượng ngay cái chỗ này nó nặng á, nó sẽ gịch xuống liền, thì nó đóng cái công tắc này vô. Thì các bạn cứ cột nó vô như vậy nè, thì nó sẽ không có bị xảy ra cái trường hợp mà ở chỗ cái lò xo này ha. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái công tắc phao này ra cho các bạn coi.
Rồi mình mở nó ra vậy nè các bạn. Xong rồi các bạn mới lật ngược nó vậy ha. Đây nè, nó là cái công tắc đơn giản như thế nè. Đó. Rồi bây giờ mình mở hai cái con ốc này ra ha. Nhưng mà hai cái con này nó xét lắm. Thì một nếu mà mình mở không được mình phá luôn cái nắp này ra luôn. Mình tại vì cái này mình cũng bỏ rồi. Mình sẽ mở bên trong ra. Rồi đây, mình mới tháo nó ra đây. Do hai con ốc này á nó xét quá, thật ra mình lấy cái máy cắt á, mình cắt ra lấy ra luôn. Ở các bạn thấy không, hai con ốc này nó đen không? Lâu ngày để lâu cái hơi nước nó lên nó xét hết rồi. Rồi bây giờ mình mở cái này ra cho các bạn coi ha. Đây nè các bạn, bây giờ các bạn thấy ngay chỗ này không, ngay đầu này với đầu bên này nè, nó ăn vô cái tiếp điểm bên này với bên này. Thì khi á, khi mà các bạn xài một thời gian á là do cái máy của mình đó, nó tới 1,5 người lần, thành ra cái chỗ này nó đánh lửa nhiều lắm, nó sẽ bị rỗ ngay chỗ này nè, nó rỗ hai bên này đó. Thì khi cái phao nó đóng xuống mà nó rỗ á, nó sẽ không dẫn điện được. Thì lúc đó các bạn sẽ gì, một là các bạn bỏ luôn cái này, các bạn mua cái mới thì nó dễ rồi đúng không? Còn không á thì các bạn lấy giấy nhám á hay cái giũa, các bạn giũa hai cái chỗ này lại ha, cho nó phẳng lại. Rồi cái mặt bên này cũng vậy, mình chờ nhám mình giũa cho nó phẳng phiêu lại, xong mình ráp vô lại rồi mình xài bình thường. Rồi ở đây mình có hai cái bồn nước, một cái bồn inox á là bồn nước của nước thủy cục, còn ở đây là cái bồn xanh là bồn của nước giếng nè. Rồi ở đây là bên trong cái bồn nước của mình này đó, các bạn thấy mình còn thêm một cái bình không đó. Ở bên này mình lắp cho nó thêm một cái phao cơ này các bạn. Rồi đối với cái bồn nước thủy cục đó các bạn, thì như các bạn cũng biết cái nước thủy cục á ban ngày thì nó yếu ha, thì mình xài bơm để mình bơm nó lên, nhưng mà ban đêm á thì nước nó mạnh rồi, thì cái nước nó sẽ đi qua máy bơm và nó lên cái đường ống, nó đi vô đây và nó sẽ đầy cái bồn lên, nó sẽ tràn ha. Thì mình muốn khắc phục nó đó thì mình gắn thêm một cái thau cơ đây, mình gắn cái thau cơ như vậy đó. Thì các bạn lưu ý giùm mình á, cái ở đây là cái phao nó khi mà nó thẳng ra đó là nó khóa nè, nước nó vô rồi đến một lúc nào đó nó đầy, nó đẩy cái trái phao này lên thì ở trong này nó sẽ đóng lại, nó khóa, nó không cho nước vô đây nữa. Thì khi trường hợp các bạn gắn cái phao cơ như vậy đó thì các bạn phải cân cái mực nước phao của cái công tắc phao với lại cái trái banh này của cái công tắc cơ này. Thì cái này á, cái trái phao này lúc nào nó cũng phải nằm dưới thằng này. Thì khi mà ví dụ như nước xài, mình xài ở đây nó cạn rồi đó, thì bắt đầu nó đóng vô nước bơm vô đây thì nó đến đây nó đã dừng rồi đó, thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Còn nếu như mà cái phao này đó mà các bạn gắn nó nằm ở bên trên này nè, nó nằm ở bên trên này á, thì khi mà nước nó đầy lên á, nước nó đầy lên á, thì cái phao này nó sẽ đóng lại, nó đóng lại trong khi đó cái phao này nó chưa có ngắt được,
Thành ra là cái máy bơm của mình đó, nó bơm nước lên nhưng mà nó không vô đây được, nó bị khóa lại luôn. Thì trong trường hợp này đó, cái máy bơm của mình nó sẽ bị cháy ha. Rồi, vừa rồi mình cũng chia sẻ với các bạn về cái công tắc phao ha. Đó, nó chỉ vậy thôi. Còn khi mà các bạn sửa chữa đó, thì các bạn lưu ý cho mình ha, các bạn phải có hai người nha. Tại vì cái cầu dao, cái CB á, mình đặt ở bên dưới, còn mình leo tuốt ở bên trên cao á, cái bồn nước nó đặt ở bên trên cao, tuốt trên sân thượng. Thì trên đó nó ví dụ như bồn nhựa nè, hoặc là bồn inox nè, rồi nước nè, rồi điện nè, nó rất là nguy hiểm, cộng thêm với độ cao nữa. Thành ra là trong trường hợp này á, các bạn phải có hai người, một người đứng ở dưới ngay chỗ cái CB máy bơm á, mình cúp cái CB máy bơm xuống, rồi một người đứng ở đó luôn. Để nhiều khi các bạn không, nhiều khi mình đang sửa bên trên á, ở nhà không biết, rồi đi về mới thấy hết nước chạy ra bật cái cầu dao, là mình ở trên đó mình bóc vô hết chạy luôn. Ở độ cao rất là nguy hiểm các bạn, điện đuốc ha. À, các bạn nhớ giùm mình. Thật ra lúc mà thời gian mình còn đi làm á, nó có nhiều cái tai nạn nó rất là thương tâm các bạn. Thì ở nhà ông chồng ông chui lên cái la phong á, ông sửa điện trên đó, ông cúp cái cầu dao xuống. Đó. Vợ đi làm về không biết, thấy nhà cúp điện, đi ra thấy cái cầu dao cúp bật lên, giật nằm trên đó luôn. Thật ra là mình biết cái gì mình chia sẻ cho các bạn ha, chia sẻ hết mình thật lòng luôn. Thật ra các bạn nhớ những gì mình dặn nha. Rồi, thôi mình xin dừng clip ở đây ha. Rồi các bạn nhớ bấm nút like và nhớ bấm cái nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.